Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Cường Kia Thần, mình là Cường Hàng Thùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối hàng ngày trên kênh Cường Kia Thần. Và dạo gần đây thì bọn mình đã phải chạy kiểu gọi là 200% năng lượng để có thể kịp phục vụ tất cả anh em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lên với clip gió tiếp theo. Và chúng ta sẽ lên với một clip liên quan đến áo gió với giá sẽ là 250.000 trên một sản phẩm. Vẫn là cái chuyên mục xả hàng cho đến hết tháng. Và ngay bên và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ đến ngay với những mã ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một con T1. T1 của chúng ta sẽ là pin Pole Outdoor, một cái con hàng đến từ thị trường của Italia. Và chúng ta sẽ đến với T1 với form size là form size 95. Con này thì là một con áo gió theo kiểu dạng gọi là áo gió hai lớp ấy. Tức là nó sẽ có một lớp gió và một lớp lưới theo kiểu bình thường. Anh em đợi em tí nhé, để em kéo cái này vào đây, không nó ảnh hưởng đến chất lượng của mic. Form size này thì nó sẽ phù hợp với một người mà cao từ 1m, tầm chắc là đâu đó khoảng 1m65 đến 1m72 và cân nặng là 60-70. Em kéo lên thì em sợ nhất là nó ảnh hưởng đến chất lượng của mic ấy. Anh em đợi tí nhé, để em kiếm cái mũ để em cắm cái mic này lên trên đấy nhá. Đây, với sản phẩm đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái con form size là 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70 nhá. Với mã đầu tiên là T1. Anh em lưu ý này, đây là tất cả những cái clip mà nhà mình bán lỗ. Chính vì thế nên là vẫn chia sẻ câu chuyện như cũ thôi. Là đã bán lỗ thì phải chuyển khoản full 100% nhá, dành cho tất cả anh em. Độ mới vẫn vậy đấy ạ, vẫn là những con hàng tuyển nước đầu tiên, hai lớp. Con này thì chúng ta sẽ có tem mác đầy đủ này, con nào cũng sẽ như vậy thôi ạ. Mã T1, form size 95. T2 chúng ta sẽ đến với một thương hiệu rất nổi tiếng, đó là thương hiệu Columbia. Và chúng ta sẽ đến với một con màu kem hai lớp của Columbia. Ngon lắm anh em. Anh em biết là dạo này nhà em nó cháy hàng nhiều đến như thế nào thì chắc là anh em săn anh em biết rồi. Đây, Columbia nhá. Cái thương hiệu này áo của nó tính ra cái giá trị của nó cũng phải mấy trăm đô một con đấy. Hàng của Columbia, hàng giã ngoại, 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-75 luôn. Form size này là form size M chuẩn. Tiếp theo, mã tiếp theo là T3, chúng ta sẽ đến với Dunlop. Dunlop là một cái thương hiệu mà nồi đồng cối đá. Lại tiếp tục là một con gió hai lớp của Dunlop, con này là hàng Nhật nhé. Con này thì cái lớp bên ngoài của nó rất là mịn. Chính vì thế nên là anh em lưu ý giúp em là con này nó sẽ thuộc kiểu lịch sự nhiều. Đây. Lại tiếp tục là 1m65 đến 1m72 và cân nặng là 60-70 thôi ạ. Cái khoảng size của gió thì nó sẽ nhỏ hơn cái khoảng size của phao một chút nhá. Ngày mai thì em sẽ cố gắng lên thêm một clip phao và một clip già cho anh em. Chứ anh em đòi nhiều quá em cũng không biết phải làm nào. Con T3 đấy là form size 100 tiếp. Puma với mã 4. T4 chúng ta sẽ đến với một con Puma màu trắng. Chất liệu của con này là nỉ nhá, không phải gió đâu anh em. Khoang nỉ của Puma với màu trắng và vạch của nó là màu đỏ nhá. Đây, form size con này to hơn con kia một tí này, 1m65 đến 1m75. Em 72 mặc đến đây này. Và cân nặng thì từ 65 đến 75. Hàng của Puma. Logo Puma đây là logo thêu nha anh em nhá. Nhìn kỹ giúp em sẽ quay nó sang cam sang bên này nhìn nó dễ tí. Cái này phải thực sự nhanh tay anh em nhá. Không phải là tự nhiên mà nhà em bán kiểu số lượng nó lại lớn như bây giờ đâu. Anh em đợi tí nhé, để em đóng cái này vào này. Đút tay ra vào cho nó dễ anh em. Mới cả là dạo gần đây thì em thiên hướng phong cách của em nó thiên hướng lịch sự nhiều hơn. Mặc dù là mấy hôm nay bù đầu, bù tai vì công việc rồi. Tiếp theo, mã tiếp theo là mã 5, chúng ta sẽ đến với Black da. Và con này thì nó sẽ là dấu mũ này. Em nhìn kỹ giúp em này. Size con này là size 105, 65 đến 75 kg là điều đầu tiên. Cái điều thứ hai ấy là sao? Chiều cao 68-75. Những cái con gió này thì đa phần đều là chống nước nhẹ nha anh em nhá. Và tất cả đều là những cái con gió đến từ những thương hiệu rất nổi tiếng. Hàng nhà em bây giờ đang là hàng nước một rẻ nhất thị trường đấy ạ. Anh em yên tâm về cái chất lượng sản phẩm khi mà nhận nhé. Hôm qua rất là cảm ơn một số anh em kiểu comment vào cái live stream để thanh minh cho em cái việc đấy là em lên không phải để câu view câu like mà em bán thật. Thì em rất là cảm ơn tất cả mọi người.
Nhiều nhà em bán thật đấy ạ, không có câu chuyện là thấy rẻ thế này xong bảo là nhà em lên câu view câu like đâu. Con này vẫn là hai lớp bình thường ạ. Màu rất đẹp nhá, size 105 với mã 5. Con này thì em sẽ tháo mũ ra cho mọi người xem luôn. Tức là nó sẽ có một cái mũ gió giấu ở bên trong này này. Đấy. Mà anh em nhìn nhá, nó mới đến mức độ cái lớp mũ ở phía bên trong này nó còn nguyên luôn. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà anh em nào mà kiểu không thích mũ thì cũng có thể giấu mũ được. Nhưng mà giấu mũ thì cái cổ nó hơi dày. Ui dồi ôi, Adidas với mã 6, chúng ta sẽ đến với size S. Dưới 1m65 và dưới 62kg mặc giúp em mã này. Mấy con Adidas size bé như này mà nó ghi là size XL này nha. Đây, con này là hàng của Thái Lan, chính vì thế nên là size của nó khá nhỏ nhá. Thực ra con này khoảng 65kg đổ xuống mặc là ok. Nhưng mà chiều cao cũng là từ 1m65 đổ xuống ấy nhá. Một con Adidas chính hãng gió, hai lớp. Đây, để mua một con này và sở hữu một cái con này thì anh em sẽ phải bỏ ra 1.8 triệu đến 2.3 triệu. Nhà em có cả hàng mới luôn. Nhưng mà chúng ta mở ra một cái con này và mua một cái con này với độ mới trên 90% chỉ có 250 thôi này. Con này ba vạch đằng sau của nó là ba vạch màu vàng nhé. Và ba vạch ở tay cũng như vậy. Mã này là mã 6. Mã 7 ạ. Bởi vì đợt này ấy là em bán cho bằng hết, chính vì thế nên là giá em cực kỳ rẻ rồi. Mã 7 chúng ta sẽ đến với H&M. Anh em cứ nhìn cái tem DC này là bọn của hàng H&M nhé. H&M thì tem nó rất là nhiều ở phía bên dưới này. Lúc nào cũng vậy. Con này cũng là gió hai lớp nha. Mấy cái màu kiểu kem kem nha. Em nói thật với anh em luôn là những anh em già cả, có tuổi rồi, rất thích. Nó không trắng hẳn, nó cũng không ấy hẳn. Đây, form size nó cũng không kiểu tối màu hẳn ấy. Mặc vào rất là trẻ nhưng mà nó lại không bị trẻ trâu ấy. Kiểu kiểu vậy. Hai lớp nhá, hai đàn em. Con này mua mới cũng 1.2 triệu đấy. Size con đấy là size M thế ạ. Nhà em đa phần đều là size, cả form size phù hợp với đại đa phần người Việt. Con H&M kia là 1m65, 1m72 và cân nặng 60-70 nhá. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với mã 8 và chúng ta sẽ đến với Glider. Và con này hàng Hàn Quốc, gió hai lớp. Nhưng mà cái lớp trong của con này có một điểm đặc biệt, nó không phải là lớp lưới mà nó lại là lớp hai lớp gió chồng lên nhau. Một cái thiết kế rất là hay của cái nhà Glider này. Chúng ta sẽ có một con gió với form size là 65-75kg là cân nặng. Còn chiều cao là 1m65-1m72. Từ giờ đến cuối năm nhà em sẽ thanh lý tất cả những sản phẩm nhà em đang có và đều là hàng nước một. Mở kiện, clip mở kiện em có hết ạ. Rẻ, bao rẻ nhất thị trường luôn. Hàng thì chất lượng cao. Em khẳng định luôn là nó cũng là chất lượng nhất thị trường luôn. Asics này, một con nỉ thể thao của Asics. Anh em bảo con này đẹp như thế này cơ mà. Đây em bán 250 con này này. Thế nên là nhá, khi mà em đã dễ tính như thế này trong cái việc bán hàng ấy thì anh em cũng dễ tính trong việc mua giúp em. Con này bao mở hàng ra kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. À tất cả đều bao mở hàng ra kiểm tra hàng trước khi nhận. Anh em nên tự kiểm tra hàng trước khi nhận nhá. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Hàng bán lỗ là em không bao đổi trả nhá. Đi là đi luôn đấy. Mã 10 chúng ta sẽ đến với hết size 105. Size 105 mà em báo với mọi người là nó theo kiểu gọi là size L ấy thì mọi người cứ mặc 1m68, 1m75 và cân nặng 65-75. Còn nếu mà là size M thì là 1m65 đến 1m72 và cân nặng là 60-70 mà giúp em nhé. Mới đẹp đẹp của Head, hàng Hàn Quốc nhá. Chính hãng. Anh em nếu mà mua gió này mà mua mấy cái con mới kiểu như thế này mà ở trong hãng ra ấy thì nó giá nó khoảng 1.8 triệu đến khoảng 2.1 triệu một con. Đây, tất cả tem mác đầy đủ. Em cầm nhiều hàng nhất thị trường anh em. Mã này mã 10, 11. 11 chúng ta sẽ đến với một gió một lớp của cây. À con này hai lớp, sorry. Gió hai lớp của cây Sweet. Đây con này ghi size 105 nhưng mà con này là gió kiểu running. Mặc nó giống kiểu lớp lưới ấy. Mát lắm, anh em trong miền Nam chắc chắn là sẽ rất thích mấy cái mã kiểu này này. Con này thì mặc theo kiểu size M thôi. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70 thôi. Cái thiết kế dạng vải lưới như này nó sẽ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Đặc biệt là những em hay đạp xe là chạy này, thoáng khí ấy. Đạp xe hay là tập chạy ấy, thì mới nên mua mấy con này. Bởi vì dòng này là dòng để tập luyện kiểu running. Mã tiếp theo đi ạ. Em sẽ lên nhanh lắm nhá. Bởi vì là bây giờ là em hiểu chạy theo thời, chạy đua theo thời gian rồi. Một con Nepa Made in Italia với mã 12. Chúng ta sẽ có một cái con gió màu đen. Và lớp phía bên trong là lớp lưới màu xanh.
Đây, con này mặc một mặt đấy nhá, size M. Tất cả khóa khía các thứ rất ngon nhá, và tất cả đều là hàng hiệu hết. Lưu ý giúp em, tất cả đều là hàng hiệu, khóa khía các thứ ngon lành, cành đào. Và bởi vì nó là thanh lý nên là phải nhanh tay giúp em nhé. Tiếp tục. Mã tiếp theo là mã 13, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Bojang. Con này thì nó là một con nội địa của Hàn. Đây, tem tác đầy đủ của Hàn Quốc đấy. Chúng ta sẽ có một cái con hai lớp nhé. Ôi, con này thiết kế giống mấy con Nike đấy nhỉ. Tức là bọn Nike nó hay kiểu phân chia màu sắc giống hệt như kiểu bọn này này. Đây này. Con này mặc ngoài ra ngoài đường thì rất là dễ nhầm với Nike. Bóc cái này ra. Em thì em không cần phải form size đâu. Con này size L nhá. 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75, mặc giúp em ăn này. Em cao 1m73. Bóc cái này ra là bởi vì là nếu mà để cái này thì dễ nhiều khi là bóc ra cái lớp keo nó bị dính vào trong áo, nó tự nhiên lại phải giặt đi giặt lại, nó mệt lắm. Mặc dù là bọn này nó không bám keo cho lắm. Đây, 1m65, 1m75 và cân nặng là 65-75 luôn. Tiếp. Con này ngon chưa này. Mã 14 chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Đâu xem nào. Mã này mười mấy. Thanh lý là phải cẩn thận để không nhầm. 14 chúng ta sẽ đến với Aniquilo này. Tem Aniquilo. Con này nó có còn nguyên cả cái gọi là cái phần gọi là phần túi. Con này là một lớp mỏng nhá. Còn nguyên cả cái phần túi ở trên cổ luôn. Em nhìn kỹ giúp em này. Hàng nó đẹp lắm. Size M 60-70kg là cân nặng. Chiều cao là 1m65-1m72 và giá là 250 bao ship toàn quốc. Tất cả những sản phẩm nhà em bao check chính hãng nhé. Tiếp tục. Lê Cap Sport size 105. Con này của chúng ta thì chúng ta sẽ mặc theo kiểu cân nặng là 1m68-1m75 và cân nặng 65-75 này. Con này thì size của nó là size L nhé. Anh em mà thực sự to thì mới nên mặc. Con này là hai lớp. Màu của nó sẽ là màu xanh tím than anh em nhé. Em bây giờ em bán cho bằng hết thì thôi, giá nào em cũng chơi. Cái giá này là thanh lý lỗ dành cho tất cả anh em đấy. Đầu mùa em bán mấy con này toàn 450-500 thôi. Và đây vẫn là hàng nước một nhé. Cái quan trọng nhất nó là hàng nước một. Mở kiện. Và tất cả đều là hàng hiệu hết. Nhìn kỹ giúp em nhé. Khóa kia các thứ kéo nhìn mượt. Ngon lành luôn. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Con này là một con nỉ trơn này. Của Aniquilo, một con nỉ bông. Với mã 16. Anh em cứ đặt khoảng 4-5 con về mặc cho nó sướng anh em. Toàn hàng hiệu như thế này. Chất liệu thì ngon, độ mới cao, giá thì rẻ nhất thị trường. Chẳng có lý do gì để đi đặt những cái sản phẩm ở chỗ khác. Cái này quá ngon rồi anh em. Em nói ở trên cái tư cách của một người bán hàng lâu năm và em đang đứng top thị trường của một người gọi là đứng top một thị trường về bán cái mặt hàng này. Nên là em nói thật với anh em luôn là có rất nhiều anh em mua về bán lại vẫn ok rồi. Mã này mã 16. Em bao check chính hãng. Đây. Con này size M nhá, 60-70kg này. Đây này. Ui dồi ôi. Nike trắng này. Đây anh em, tem. Anh em bảo những cái con như thế này làm sao mà mua được ở đâu. Form size M 60-70kg, chiều cao 65-72 mà. Em đố anh em mua được ở đâu mấy cái con kiểu như này. Con này bẩn một tí ở tay rồi nhá, về giặt giúp em. Đố mua được ở đâu những cái con như này với giá 250 đấy. Lại còn bao ship. Tiền đóng gói các thứ, ship sủng các thứ, bảo hiểm các thứ của nhà em thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 50.000 rồi. Tức là mỗi một con này nếu em bán ra em chỉ thu về được khoảng 2 lít thôi. Đây, nhìn kỹ giúp em này, hàng của Nike này. Dã man không? Ai dám bán này nghe? Không ai dám bán này cả. Đi tất cả các kênh giúp em nhá. Có nhiều kênh bây giờ nó kiểu nó giả danh kênh của em. Anh em lưu ý nhé. Cái mặt của em đặc biệt thế này mà còn có người giả. Chát. Size L tiếp ạ. 1m65, 1m75 và cân nặng là 65-75. Chúng ta sẽ đến với mã 18 Columbia 2 lớp. Con này là hàng USA, tức là hàng Mỹ ấy. Thế nên là nó sẽ là form to nhá. Anh em nào khoảng 75-90kg hãng mặc mã này giúp em. Nhưng con này chống nước nhá.
Con này tầm 1m7 trở lên mặc là ngon nhất ấy. 6-5 mặc vẫn được, 6-5 thì mặc theo cái kiểu nó rộng rãi theo kiểu old school tí, nhưng mà em nghĩ là tầm 1m7 đến 1m8 mà con này là đẹp nhất đấy. Cân nặng 70-80 nhá. Con này phải là size XL chứ không thể là size L được. Quan trọng nhất là nó đến từ một thương hiệu lớn, giá trị mua mới của nó rất đắt. Và em nghĩ rằng là người Việt Nam có người nhỏ thì cũng sẽ có người to thôi. Tiếp tục. Lại là Nike ạ. Lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Vâng, một con Nike. Mã bao nhiêu đây? Đây là mã 19. 19 ạ. Một con Nike tem xám. Rất nhiều tem phía bên dưới hai lớp. Con này thì tay ngắn nha. Gió tay ngắn hai lớp. Con này chắc phải mặc thêm một cái áo len bên trong anh ạ. Con này lên rồi. Em để con này 100.000 nhé. Bán như cho luôn. 100.000 cho con này. Con này anh em trong miền Nam cực kỳ thích này. Chính hãng của Nike, form size là 60-70kg. Đấy là chiều cao, còn cân nặng. À, cân nặng là 60-70, còn chiều cao là 65-72. 100.000. Chuyển khoản trước nhá, anh em cứ đính kèm với cả những cái đơn mà mình mua ấy thì nó sẽ hay hơn. 20 chúng ta sẽ đến với K2. Hai lớp, cái thương hiệu này quá nổi tiếng. Em sale lỗ là em bảo sale lỗ là em sale lỗ. Thấp hơn giá nhập là thấp hơn giá nhập, em không có hai lòng, gọi là nói một đằng làm một nẻo. Nhà em là em thanh lý, là em thanh lý cho bằng hết thì thôi. 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75. Còn anh chị nào không tin thì có thể qua kênh khác mua nhé. Em nói thật với cả anh em luôn là mua hàng của nhà em mà không mua được của nhà em không mua được ở đâu đâu. Vì hàng nhà em là mới nhất thị trường rồi. Em là cái thằng bao kiện mà. Thằng tổng sỉ, tổng buôn thì em chả sợ gì cả. Mã này 20, 21. Đây, Nike Running này. Đây ạ, tem này. 250 con này. Anh em biết để mua một cái con Nike này ở bên ngoài giá bao tiền? 1.8-1.9 là rẻ. Đấy là cho anh em săn sale thoải mái. Đồng hồ này hay vướng. Size M này. 60-70kg, chiều cao 65-72. Em có mấy con size S nữa đấy. Thì tí nữa em sẽ xem là size S, size to có rồi, size trung bình có rồi, thì tí chắc là phải có size S. Tiếp đi. Độ mới trên 90 hết nhá. 22 chúng ta sẽ đến với The North Face. Đây, The North Face nỉ. Logo đây ạ. Tem của The North chính hãng đây ạ. Nỉ nhá, con này nỉ. Bọn này mặc theo kiểu thời trang là nhiều hơn là mặc theo kiểu thực dụng, nhưng mà cũng ấm lắm. Đây, size M tiếp. Đẹp chưa? Đấy, hàng The North Face. Con này nỉ bông của The North Face. The North Face thì cái kiểu gió của nó thì cũng khá nhiều, phao nó cũng khá nhiều, nhưng mà cái nỉ kiểu gọi là nỉ bông như này ở The North Face em ít khi em thấy lắm. Và hình như là đây là lần đầu tiên em có một cái con nỉ kiểu như thế này. Size M nhá, 65-72, cân nặng 60-70. Anh em nhanh tay giúp em nhá. Mấy mã này em không giữ hàng nó không cọc mồm nữa. 23 chúng ta sẽ đến với Nepa. Con này size S này. Chị em nhá, con này của chị em. 1m60 đổ xuống và cân nặng dưới 60kg. Em cố mặc thì vẫn mặc được đấy, nhưng mà con này của chị em. Con này form nữ nhá, anh em mua về cho chị em. Con này em để 150 nhá. Em bảo là em bán cho bằng hết thì giá nào em cũng chơi luôn. Lỗ em cũng chơi. Anh em cứ nhìn cái tốc độ phát triển của kênh của em ấy, anh em sẽ biết là tại sao mà em có thể chơi những cái chương trình như này. Size nữ mã 23. Vừa bảo bao tiền nhỉ? 100.000 ạ. 24 Adidas này. Anh em nhớ đính kèm giúp em nhá. 24 này, con này size S. Đây, tem mác đầy đủ. Con này 1m62 trở xuống và cân nặng dưới 60kg nhá. Hàng của Adidas, một lớp ạ. Em sẽ cố mặc cho anh em xem cái form. Em mặc thì con nào cũng mặc được, em gầy rồi. Thuộc form người cực gầy ấy. Đấy. Mặc dù em cũng 64kg nhưng mà em là form người kiểu vận động viên, form người thể thao, thế nên là dễ mặc.
Con này size S nhá, 24 ạ. 250. 25. Chúng ta sẽ đến với ASIC 2 lớp, hàng Nhật Bản nhá. Anh em có đi hết cái Việt Nam này, đi hết tất cả các kênh, anh em sẽ không bao giờ kiếm được một cái kênh nào mà dám bán mấy cái con kiểu như này với giá 2 lít rưỡi thôi anh em. Mà đặc biệt là bây giờ đang lạnh đấy chứ. Mấy con này sau Tết mặc sẽ rất sướng này. Cái lúc mà nó lạnh không lạnh hẳn và nắng không nắng hẳn ấy, thì mấy cái con này nó là siêu phẩm. Em không muốn giữ hàng này sau Tết đấy, mom ấy. Bây giờ em chỉ thích là bán được càng nhiều càng sướng. Nhìn cái số lượng đơn hàng đi mỗi một tháng là rơi vào khoảng 3-4 nghìn là sướng nhất. 25, 26. Hàng mới trên 90 hết nhá. 26 chúng ta sẽ đến với K2. Này, Xtreme luôn. Con này size S anh em. Con này nó bị xước một tí ra sau lưng rồi. Con này size S em sẽ để tặng nhé. Anh em nhớ nốt vào là tặng giúp em này. 26 tặng. Tặng kèm một mã bán nhá. Nhiều người buồn cười lắm, vào kênh em toàn nốt mỗi mã tặng không. Cay thật. Thế thì bọn em lại còn vừa free ship nữa thì bọn em ăn cái gì? Em còn đang nuôi một đống nhân sự luôn này. Con này bị xước một tí sau lưng nhá, nhấn mạnh. Mã tiếp theo là mã 27, chúng ta sẽ đến với Kappa. Con này 3 lớp, dày lắm. Size M, 250. Ôi tay bó đấy. Thôi em không ấy nữa. Lôi ra lôi vào mệt lắm. Đây mặc vào form anh em thấy ưng thì anh em mua. Đây, 60-70kg, chiều cao 65-72. Hàng của Kappa USA, hàng Mỹ ấy. 3 lớp nha. Con này ấm đấy. Mã này mã 27. 28 ạ. Không lỗi đâu. 28 chúng ta sẽ đến với một con Equipment Bomber N2 này. Đấy, Hàn Quốc này. Bomber nhá. 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70. Nhìn kỹ giúp em. Đẹp không? Bọc ra, chả để làm gì cả. Ngày xưa đo, đo toàn nhầm, đo làm gì. Mới chưa? Mới chưa? Mã này mã 28, mã 29 ạ. 29 chúng ta sẽ đến với Kappa. Và đây là một con Kappa Chevrolet nha. Đây anh em, tem mác đầy đủ này. Hai lớp. Chevrolet này là ngày xưa là kiểu gọi là hình như là tài trợ cho đội bóng MU hay sao ấy. Một con màu xanh dương mới 95 rồi nha. Nhìn kỹ giúp em này. Gần, xa. Hàng hiệu nó phải thế này. Size M tiếp. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Tiếp. 30 chúng ta sẽ đến với Nike Running. Hàng của Nike, tem tag QR đầy đủ. Một lớp của Nike Running. 250 con này. Sao em bán rẻ như cho này nhỉ? Bán thế này mới có khách chứ, xài. Size M tiếp, 60-70kg. Em sợ nhất, anh em biết bây giờ em sợ nhất là gì không? Ui, khách gọi ngày 3-400 của gọi xong bắt đầu là không mua được, không săn được, lại bảo chúng mày câu like à? Chúng mày lên mạng câu like kiếm nút bạc đúng không? Chúng mày không chịu bán đúng không? Hỏi đến cái gì hết cái đấy. Ui, anh em ơi, 90 mấy người, 95.000, 96.000 người theo dõi. Thì em bảo với anh em là không nhanh, không thể được luôn ý. 31 chúng ta sẽ đến với Acha. 2 lớp. Con này có một đặc điểm rất hay, đấy là tay của nó có thể tháo ra được để trở thành cái con giống con Nike, với đây là tay ngắn nhá. Con này size của nó size L, 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75. Ây à. Dòng này là dòng chống nước anh em nhá. Màu này thì nam nữ, trai gái mặc được hết. LGBT cũng mặc được. Thực ra áo gió nó rất là dễ mặc anh em. Cái khó bán và cái khó mặc nhất của nhà em nói thật với anh em luôn là từ trước đến giờ cái mà em cảm thấy là kiểu chuộng người mặc nhất đấy là cái áo, gọi là cái áo nỉ ấy. Thì kiểu
cái người thích áo nỉ nó sẽ rất thích áo nỉ, còn không thích áo nỉ thì bán áo nỉ rất khó luôn. Nhưng áo gió mặc rất là dễ. A cha, size L. Với mã 31 chúng ta sẽ đến với A cha nhé. Còn đây là 32, chúng ta sẽ đến với một con nỉ. Con này của thương hiệu con này của Lutz Real. Từ từ để em xem cái tem nó đang ở đâu. Chắc chắn là phải có tem. Ồ, con này phải cắt tem. 32, em sẽ để tặng con này nhé. Ba bạch giống hệt Adidas luôn. Dạ màn. Anh em nhớ này, nốt cái mã này cộng với cả mã bán giúp em nhé. Em vừa bán vừa tặng đấy, là có thật đấy. Đây con này tiếp tục là size M này. Ba bạch giống hệt Adidas luôn. Hàng chính hãng của Hàn Quốc ấy. 6572, cân nặng 60-70. Tặng kèm sản phẩm nhá. Mấy cả là anh em thông cảm nhá, là kiểu anh em nhớ nốt giúp em là mã cộng với cả mã tặng giúp em nhá. Là bởi vì nhân viên nhà em một ngày xử lý đơn nhiều quá, nhiều khi là đóng đơn đi là bọn nó cứ tính kiểu bình quân là trên sản phẩm và tính tiền thôi. Chứ còn nếu mà anh em không nốt thì rất dễ là cái mã đấy bọn nó sẽ tính cốt vào, xong đến lúc ship đến, ship lại phải gọi điện sửa cốt nó bị mệt ấy. Đây Canifa này. Màu lính. Đẹp nhỉ. Đẹp lắm. Cổ con này quá đẹp luôn này. 1m65, 1m72, cân nặng 60-68 ấy nhá. Dòng này tay nó bé. Canifa là hàng nó sản xuất cho người Việt Nam mà. Chính vì thế nên tay nó rất là bé nhá. Con này cũng chống nước quá. Nhưng 250 cho một con 95% như này thì không ai có. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Coway Hàn Quốc với một con hai lớp bomber. Thì em sẽ cho mọi người xem tem phía bên dưới, không mọi người lại bảo em nói điều. Mặc form suông thì nó sẽ như này. 60-70kg, con này size M đấy ạ. Hàng của Coway. Logo này. Em nhìn kỹ giúp em này, tem này. Tem Hàn. Anh em nhìn thấy không? Đó. Mới lắm. 34 ạ, 250. Chả gì để chê cả. À 34 chứ sao. 35 chúng ta sẽ đến với một em Nike màu xanh. Đây này. Anh em thấy nó cay không? Đây nó có một cái lớp ở đây, ngoài này. Đấy và cái lớp này rất thay mắt. Rồi cho mọi người xem tem Nike trước này. Con này là Nike hai lớp nhá. Em bảo thật với anh em luôn là cái con này em nhập không bao giờ có cái giá này luôn. Em bán 250 một con này. Chính hãng. Size M. Đẹp như chưa bao giờ được đẹp luôn. Mới đét đây nè. Hàng của Nike. Mua mới 2.3 triệu. 250, 95%. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Arena. Con này lại là dạng vải gió running. Tại sao lại gọi là gió running? Là bởi vì con này nó rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có cái lớp gọi là lớp giống kiểu tổ ong ấy. Đây này. Thoáng khí. Và chỉ có hàng luxury cao cấp nó mới hay làm với cái chất liệu này. Cái chất liệu và cái cách dệt may này nó rất là khó làm. Arena. Anh em nào mà đã từng biết đến thương hiệu này thì sẽ biết áo nó rất là đắt, giống như ở mấy con Hanzi ấy. Nhìn đơn giản đắt hơn cả Lacoste ấy, chả hiểu. Thương hiệu thì chả nổi gì cả. 1m68. À không, con này 1m65 đến 1m75, cân nặng 60-70 nhé. Con này lại tiếp tục là size M. Hàng của Arena. Anh em này, mới lắm. Nhìn tay giúp em này. Cái tay này thường thường là nó sẽ bị bẩn ấy, hoặc là nó sẽ bị sờn ấy. Nhưng mà hàng nhà em, đúng là hàng nước 1. Mã 36 37. Anh em cố gắng cày view giúp em nhá. Em muốn có cái nút bạc trong Tết năm nay. Ước mơ của một năm nay của em sắp thành hiện thực. 37 Aniquilo một lớp. Cái hàng này em bán không biết bao con rồi nhỉ. Anh em nào đã từng nhận được con Aniquilo kiểu như thế này, một lớp như này, anh em vào feedback giúp em nhé. Chẳng bao giờ nghĩ rằng là một cái con như thế này bán với giá 250. 99%. Con này vào trung tâm thương mại toàn hơn cổ của con hết. Hết giá ghê dã man luôn. Đây hàng Nhật. Tiếp đi. MLB luôn.
38 ạ. Con này thì form chắc là form kiểu dị dị rồi. Màu của nó là màu rêu nhé, hàng MLB Hàn Quốc. Cái thương hiệu này thì phù hợp với người trẻ hơn là người già. Nhưng mà nếu mà các chú các bác mà vẫn thích cái kiểu này thì vẫn có thể mặc được. Con này size S nhé, 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65kg. Nó xịn đến mức nào anh em. Đây, logo Jansky này, MLB này, ở đây này. Đẹp không? Gần 2 triệu ngon đấy. Cái bọn MLB này em cũng thấy giày của nó cũng bình thường mà sao đắt đến thế nhỉ. Mắt này 38 ạ. 39 ạ. Chuyển khoản full 100% trước khi đơn đi nhá. Ưu tiên người nào nhanh gọn này. 39 chúng ta sẽ đến với Adidas. Đây là một con áo dành riêng cho kiểu gọi là World Cup năm 2006. Đây là bản áo kỷ niệm của Đức này. Đây, em sẽ mặc vào cho anh em xem. Con này size S thôi nhá. Size S thì anh em cứ dưới 1m65. Nhưng mà cái chất vải của bọn Nike, nó là cái chất vải, à bọn Adidas này, nó chất vải co giãn ấy. Thế nên là anh em cứ dưới 1m60, à dưới 1m65 và dưới 60kg mặc giúp em mã này. Con này mặc khoác cũng đẹp này. Hơi ngắn nhá. Thế này anh em size S, mấy anh như anh Duẩn giết các thứ ấy, mặc giúp em. Đây, tem chính hãng nó đây. Và để mua bản kỷ niệm này thì Frank, đội Pháp. Để mua bản kỷ niệm này thì đắt lắm ấy. Tiếp tục 40 chúng ta sẽ đến với một em Nike. Lại tiếp tục là tem xám ấy. Con này thì chả của nước nào cả. Chả thế vận nợ gì cả. Nó là một con trơn. Đây, em mặc cho anh em xem, anh em sẽ thấy là tại sao mà nhà em suốt ngày cháy hàng. Đây, mới trên 90% nó đẹp như này cơ mà. Đây, hàng của Nike, size M. Đây, 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Nó mới đét đèn đẹp. Hàng chính hãng, giá 250, bao ship. Lấy đâu ra nó còn anh em. 41 ạ, con kia là 40 nhá. 41 chúng ta sẽ đến với một cái, em sẽ tặng con này này. Một con Fila. Con này là dạng gió, nhưng mà nó là dạng gió kiểu sweater, chứ nó không phải khóa kéo nhá. Còn hàng chính hãng nhìn phát biết luôn này, size M. Chả lỗi gì cả luôn. Sao tự nhiên lại lòi ra một cái con áo không phải áo khoác này. Em để tặng luôn, trời thế cho nó máu. Mã này là mã 41 ạ, 42 đi ạ. 42 chúng ta sẽ đến với một em Nike tiếp. Thôi, lại mắc. Làm ơn đừng mắc khóa. Hết rồi. Đẹp dã man. Mà cái dạng vải này nó giống như áo chống nắng ấy nhỉ. Cái vải này vải kiểu vải cốt tông mềm anh em. Mặc mát cực kỳ luôn. Đây, lại tiếp tục size M nha anh em, nhanh tay giúp em. Con này không thể còn được đâu. Con này mặc mùa đông mùa hè mặc được hết này. Con này khóa của nó đang hơi lỗi nha. Tức nhỉ. Rồi được rồi, không sao cả đâu. Nó chỉ bị xước xía, xước sát khóa tí ở phần dưới cuối đấy. Còn ngon lắm. Này 6572 cân nặng 60-70. Hôm trước cái chú kia chú bảo thay khóa sửa khóa hay bao tiền hả mình? 230.000. Cái khóa này nhà em thay mất có 10-15.000. Chả hiểu các anh cầm về, các anh bảo là mấy cái mà em báo khóa hỏng này này, thì các anh về cầm về các anh sửa mất hơn 200.000 thì chả hiểu kiểu gì luôn. 43 Adidas, trừ khi các anh vào hãng các anh thay. Đây Adidas size 100 này. Size M tiếp nhá. Này, tem mác đầy đủ nhá. Hàng Hàn Quốc QR còn nguyên này. Làm gì đến mức độ đấy nhỉ. Nhà mình thay ngay bên cạnh có 15.000 một cái thôi mà. Anh em về anh em fix lỗi, những cái lỗi nhỏ nhỏ giúp em nhé. Con nào có lỗi thì em báo luôn ấy. Adidas này, chính hãng, size M. Bọn này cứ dán cái form size vào đây làm cái gì không biết. Đo có bao giờ đo chuẩn đâu. Màu xám nhá, 250. 54321 hết rồi đấy. Em chắc chắn đấy anh em rồi, mấy con Nike Adidas này 250 mà mới trên 90 này không mở còn được luôn. Đấy, vừa nhắc lên xong lại tiếp tục một con Adidas nữa. 44. Con này made in Korea luôn. Con này là một con nỉ nhá. Size S ạ, màu đỏ.
Ơ sao mình mở kiện mà mình không nhớ là mình đã từng mở con này á? Không, con này size S nhưng mà em chưa, em không nhớ là em đã từng mở được con như này. Con này đẹp lắm, đây, màu đỏ. Size S nhá, dưới 1m65 và dưới 62kg mặc thôi. Cứ thế cho thoải mái nhỉ. Mặc dù em 64 em mặc vẫn ok. Adidas 44, 45 đấy. Tôi bảo lên 40 mã đây mà. Chú tự chọn mà. 45 chúng ta sẽ đến một con Adidas Made in Korea tiếp. Tem tag đầy đủ, tem Hàn này. Con này màu trắng. Ây à, con này bị bẩn tí ở tay nhá. Nhưng mà với giá này chấp nhận được đi anh em. Anh em giặt khoảng 2-3 lần là nó sạch hết rồi mà. Mấy cái vết này nó ra hết. Ép kiện rồi mà. Đây. Con này thì 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75 nhá. Em nhìn cái khóa nó chất lượng cao nhỉ. Ý, đẹp nhỉ. Con này củ bè đấy. Đây này. Cổ nó mặc như này. Dị nhây. Hàng hóa gì đã thì thôi. Chấm hết, chúng ta chỉ có 5 giây để săn. Không có nhiều đâu. Mấy cả em nói thẳng với anh em luôn là em đăng lên là em bán. Em mà không bán tất cả những sản phẩm này mà em giấu giếm các thứ thì em ra đường ô tô đâm chết. Thề thế đã đủ uy tín nha anh em. Mã 46 ạ, break ra. Chẳng qua là có người chậm, có người nhanh, có người sang hôm sau mới gọi điện thì làm sao còn. Mấy cả là nhà em bây giờ đang bị quá tải, nhân viên em cũng đã bảo rồi. Cố gắng phục vụ nốt mọi người từ giờ đến Tết đi. Size L nhá, 1m68, 1m75 và cân nặng là 65-75. Chứ còn bây giờ quá tải thì biết kêu ai. Đơn nhà mình nhiều, khách nhà mình nhiều thì phải chấp nhận cái câu chuyện là khó khăn hơn rồi, là đúng rồi. 47 ạ, pin Pole Outdoor. Cái con này thì chúng ta sẽ có một cái con hai lớp màu xanh đen nhé. Đây à. Con này vừa mở kiện này. Vẫn còn đang trong cái trạng thái của ép kiện. Đây nghe. Anh em mà chơi mấy con này thì anh em đi trời mưa nhỏ thoải mái luôn. Con này cũng là size M, 60-70kg, chiều cao 65-72. Cứ đúng khoảng đấy mặc giúp em nhé. Tất cả đều là hàng hiệu rất xịn này. Mã này mã 47, 48, 48 chúng ta sẽ đến với Bando. Này, Hàn Quốc này. Đây nghe. Đẹp không? Làm như Tommy Hilfiger. Con này size L nhá. Hàng Bando em bán nhiều con này lắm rồi. Bây giờ để nhắc lại là sản phẩm ngon lắm rồi. Các thứ thì nó quá nhiều người nói rồi. Cái này để khách hàng nói. Đây, 250 cho một con size L, 1m68, 1m75, cân nặng 65-75, 80 mặc được ấy. Bando nó rộng. Tiếp. Rồi ơi, 49 ạ, chúng ta sẽ có Reebok. Lại còn có cả Reebok này. Hai lớp nữa. Reebok với Adidas nó làm rất giống nhau. Đúng là cùng một mẹ sinh ra các khác. Ngày xưa là khác mẹ, về sau lại là cùng mẹ. Đây là con, một cái con mà size M với một cái cổ rất hay. Hàng của Reebok ạ. Chính hãng ấy nha em nhá. Này. Reebok. Đẹp chưa? 1m65, 1m72, cân nặng 60-70, 54321. Hết mã. Tiếp. 50 chúng ta sẽ đến với order. Em sẽ cố gắng lên nhiều nhất có thể cho anh em. Chứ bây giờ anh em cứ kêu em là tao săn ở nhà mày mãi không được hàng. Em bị buồn phiền về chuyện đấy, em không ngủ được. Mặc dù lên nhiều lắm rồi, cố dã man rồi đấy. Sai mờ thế ạ. Thế mà vẫn có người không săn được đến chịu ấy. Order hai lớp sai mờ. Giá rẻ như này thì nhiều người săn lắm. Bọn buôn nó còn săn ấy, săn về bán lại. Đây toàn hàng hiệu xịn như thế này. Chuyển khoản full 100% nha, 50 size M, 51. Một con này dày đấy. 51 chúng ta sẽ đến với một con siêu dày nhá. Con này bình thường chắc phải bán đến tầm 1 triệu. Nói không phải điêu đâu, nhưng mà cái thương hiệu Phoenix này nó sẽ làm áo theo kiểu dạng áo khoác theo kiểu phao ấy, chứ nó không chỉ đơn giản là. Con này có lớp lông vũ nhỏ ở phía giữa áo. Một lớp lông vũ rất mỏng thôi. Nhưng mà nó là cái con gió, nhưng mà gió thì có gió dày ấy. Con này anh em mà sờ vào bên ngoài anh em sẽ thấy nó sờ vào là biết nó bền này.
Lại tiếp tục size M 6572, cân nặng 60-70, hàng của Phoenix. Đây, tem Nhật này anh em nhìn, đọc kỹ từng chữ một giúp em. Đây hàng Nhật mà. Đấy, nó đẹp lắm. Mã này của chúng ta sẽ là mã 51 nhá. 52. Hôm nay em chỉ tiêu của em là chuẩn bị được nhận cơm hộp rồi. Bán hết đống này là được nhận cơm hộp K3 hàng Mỹ. Đây, đẹp không? Con này size L hoặc là size XL mà giúp em, 1m70 đến 1m85 và cân nặng là 70 đến 85kg luôn. Hàng Mỹ thì thôi, chấm hết, chẳng qua là form nó rộng. Chấm hết về độ chất. Này, con áo chất nhỉ. Và mã cuối cùng ngày hôm nay sẽ là 53. Đây, còn nữa. 53 đây này. 53, chúng ta sẽ đến với Adidas size S. Sao hôm qua lên 49 mới lên 53, chúng mày đùa ta à? Thế chứ dễ bán. Con này để tặng nhá. Này size S nhỏ quá. Dưới 58kg và dưới 1m6, anh em mua về cho con, cho cháu hoặc là ấy, bởi vì nó đã được. Đây con này được tặng này. Em sẽ tặng hết, em sẽ tặng cho bằng hết rồi, Adidas chính hãng đấy. Đây, con này mua mới mấy triệu. Hơn triệu. Size chỉ con này thì hơn triệu. Ok, và mã 53 sẽ là mã kết thúc clip của tối ngày hôm nay. Hẹn gặp anh em vào trưa mai nhé.